Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Lửa Thần. Ngày xửa ngày xưa, có vị thần lửa tên là Bà Hòa. Thần được giao giữ ngọn lửa thiêng. Ngọn lửa ấy rất mầu nhiệm, nhưng thần lửa sợ người trần có lửa sẽ gây tai họa nên không cho dùng. Một hôm, có một người đàn ông đi mãi vào rừng sâu, bất ngờ thấy bếp của thần lửa. Lúc đó thần đi vắng. Người đàn ông bèn chặt mấy ống nứa đặt lên bếp. Chỉ trong chốc lát, mấy ống nứa đã đầy cơm và thịt nướng. Ông ăn no rồi ngủ thiếp đi. Chẳng ngờ trong lúc ông ngủ say, thần lửa về, thấy có người tìm ra bếp của mình. Thần liền dập tắt lửa rồi bay đi mất. Người đàn ông tỉnh dậy, thấy bếp tắt ngóm, bèn bới đống tro ra xem, thì vẫn còn một ít than đỏ. Ông mừng rỡ, bọc mấy hòn than, mang về. Từ đó, nhà ông có lửa để sưởi, thắp sáng và nấu chín thức ăn. Lửa cũng khiến thú dữ không dám bén mảng đến gần nhà. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe lại câu chuyện lần hai nhé. Ngày xửa ngày xưa, có vị thần lửa tên là Bà Hòa. Thần được giao giữ ngọn lửa thiêng. Ngọn lửa ấy rất mầu nhiệm, nhưng thần lửa sợ người trần có lửa sẽ gây tai họa nên không cho dùng. Một hôm, có một người đàn ông đi mãi vào rừng sâu, bất ngờ thấy bếp của thần lửa. Lúc đó thần đi vắng. Người đàn ông bèn chặt mấy ống nứa đặt lên bếp. Chỉ trong chốc lát, mấy ống nứa đã đầy cơm và thịt nướng. Ông ăn no rồi ngủ thiếp đi. Chẳng ngờ trong lúc ông ngủ say, thần lửa về, thấy có người tìm ra bếp của mình. Thần liền dập tắt lửa rồi bay đi mất. Người đàn ông tỉnh dậy, thấy bếp tắt ngóm, bèn bới đống tro ra xem, thì vẫn còn một ít than đỏ. Ông mừng rỡ, bọc mấy hòn than, mang về. Từ đó, nhà ông có lửa để sưởi, thắp sáng và nấu chín thức ăn. Lửa cũng khiến thú dữ không dám bén mảng đến gần nhà. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi trong mỗi bức tranh. Câu hỏi ở bức tranh số 1. Vì sao thần lửa không cho người trần dùng lửa của mình? Thần lửa không cho người trần dùng lửa của mình vì sợ người trần có lửa sẽ gây tai họa nên không cho dùng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi ở bức tranh thứ 2. Người đàn ông thấy gì trong rừng sâu? Đúng rồi đấy. Người đàn ông bất ngờ thấy bếp của thần lửa trong rừng sâu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi ở bức tranh thứ 3. Người đàn ông làm gì bên bếp lửa? Người đàn ông bèn chặt mấy ống nứa đặt lên bếp. Chỉ trong chốc lát, mấy ống nứa đã đầy cơm và thịt. Ông ăn no rồi ngủ thiếp đi. Câu hỏi ở bức tranh thứ 4. Chuyện gì đã xảy ra khi người đàn ông ngủ say? Đúng rồi đấy, khi người đàn ông ngủ say, thần lửa về, thấy có người tìm ra bếp của mình, thần liền dập tắt lửa rồi bay đi mất.
Câu hỏi ở bức tranh thứ 5. Người đàn ông làm cách nào để lấy được lửa? Người đàn ông tỉnh dậy, thấy bếp tắt ngóm, bèn bới đống tro ra xem thì vẫn còn một ít than đỏ. Ông mừng rỡ, bọc lấy hòn than và mang về. Câu hỏi ở bức tranh thứ 6. Từ khi có lửa, cuộc sống của gia đình người đàn ông thay đổi như thế nào? Từ khi có lửa, nhà ông có lửa để sưởi ấm, thắp sáng và nấu chín thức ăn. Lửa cũng khiến thú dữ không dám bén mảng đến gần nhà. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi một số nội dung xoay quanh câu chuyện trên các em nhé. Nội dung thứ nhất. Qua câu chuyện trên, em hình dung người xưa lấy lửa từ đâu? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. À, người xưa có thể lấy lửa từ các đám cháy rừng, từ các đám cháy do sét. Nào, chúng ta cùng trao đổi nội dung tiếp theo. Theo em, khi không lấy được lửa từ thiên nhiên, người ta làm cách nào để có lửa? Đúng rồi đấy, người ta có thể tìm các đám cháy rừng, có thể sử dụng đá đánh lửa. Hiện đại hơn, ngày nay người ta có thể sử dụng bật lửa, bao diêm để lấy lửa, phải không nào các em? Nào, chúng ta cùng trao đổi nội dung tiếp theo. Lửa thay đổi cuộc sống của con người như thế nào? À, lửa làm chín thức ăn, giữ ấm cho con người và giúp chúng ta soi sáng. Có thể nói, lửa có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của loài người. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong câu chuyện Lửa Thần. Các em hãy kể lại câu chuyện này cho bạn bè và những người thân yêu trong gia đình của mình cùng nghe nhé. Video kể chuyện Lửa Thần đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video lần sau. Tạm biệt!